Chiều ngày 26 tháng 9, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Sông Công tổ chức hội nghị lần thứ 28 mở rộng nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. 9 tháng qua, Đảng bộ thành phố Sông Công tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đạt nhiều kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn theo giá so sánh năm 2010 ước đạt trên 8.600 tỷ đồng, bằng 58,83% kế hoạch, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị xuất khẩu ước đạt 143 triệu USD, bằng 71,86% kế hoạch, tăng 50,53% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 20.106 tấn, bằng 97,17% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76,1%, bằng 99,2% kế hoạch. Về công tác xây dựng đảng, kết nạp được 145 đảng viên, đạt 96,7% kế hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và bàn những giải pháp để thực hiện và thống nhất tiếp tục bám sát tình hình thực tế ở địa phương để có giải pháp khả thi, khắc phục những tồn tại, đặc biệt là những chỉ tiêu thấp để quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu đã đề ra. Cùng với đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nghị đã thông qua việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên năm 2024, quán triệt văn bản mới của Trung ương của tỉnh ban hành như kết luận số 81 ngày 4 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, kết luận số 90 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia trong hợp tác quốc tế về văn hóa, giáo dục, đào tạo. Thành ủy Sông Công cũng đã thực hiện quy trình 5 bước đối với công tác cán bộ, kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, bầu Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố theo đúng quy định.